Ơi, chào mọi người nha. Thì hôm qua cái chồng ở bên này thì em cũng đã anh khách ở trên Bình Phước cũng đã lấy rồi. Thì tiếp tục em giới thiệu thêm một chồng này nữa. Chồng này là năm cuộn nha. Mới tân mọi người. 2019 mới tân này. Thì đôi khi cái cuộn này nó cái chỗ này nó hơi bẩn do cái tay mình cầm á. Cuộn này rất là mới nha. Rất là mới. Thì mọi người cứ vào hỏi giá mà trong khi em công khai giá cứ hỏi giá làm gì ta? Em đã nhắc lại này, mua mà từ 3 cuộn trở xuống là giá 280.000 một cuộn ha, còn mua mà từ trên 3 cuộn á, từ 4 cuộn trở lên á là giá 250 một cuộn đó, và không có bao ship. Đấy là em hỗ trợ giá cho mọi người mua nhiều ha. Đó, nên là mình không phải lăn tăn về cái vấn đề giá cả, vấn đề hàng hóa thì em sẽ bao cho mọi người là nó không lũng, không lũng đó. Đó, cho mọi người nhận lúc nhận hàng là nó không lũng nha. Đó. Còn sau đó mình dùng mà ví dụ dùng một thời gian mà nó lũng đấy là chuyện do mình dùng đó. Còn mình bao là mình bao lúc mình nhận tới nhận hàng đó. Và cái cách thức giao dịch ấy thì em vẫn nhắc lại là bên em không có ship thu hộ. Mà bên em là mua thì phải thanh toán mới gửi hàng. Đó. Nói chung thì nếu mà anh chị cô chú ấy, mà theo dõi kênh của em ấy, thì 5 năm nay thì chắc sẽ biết rồi. Từ cái lúc mà bán những cái cưa vài trăm nghìn tới giờ luôn. Đó. Lúc mà mới ra kênh ấy, tới giờ đã 5 năm rồi. Chứ không có ít. Mình mua bán mà mình không uy tín ấy thì chắc không thể nào tồn tại đến 5 năm đâu rồi. Em thật luôn đó. Và cái kênh của em hiện tại đã hơn 20.000 người cô chú anh chị đăng ký và theo dõi rồi đó. Có tới năm hơn 5.000 cái video rồi, cái video đang lên bán hàng đó. Thì mọi người một cái kênh bán rất là nhiều, mọi người phải hiểu chứ, 5.000 cái video đi mà tính sơ sơ một cái video là một món đi, một món hàng đi thì đã là 5.000 món hàng bán ra rồi. Đó, mà khách đã mua rồi thì mọi người thử hiểu là mình sao mình lừa người ta được. Nên là cái vấn đề cái thứ hai nữa là mình nói mình cũng có những cái lời trao đổi với khách hàng là em cũng là người đi mua hàng chứ chẳng phải là em là người bán không. Nhưng mà có một điều là mình trả với cái ví dụ một món hàng mà trả cái giá đó cảm thấy nó hợp lý. Chứ mình trả một món hàng mà trả nửa giá bán của người ta, ví dụ như người ta bán 5 triệu trả cái món hàng đấy xuống còn 2 triệu rưỡi thì cái thứ nhất là không ai bán, không có ai bán cho mình với cái mức giá trả như vậy đó. Và thứ hai bản thân cũng tự thấy kỳ cục, biết rằng mình trả như vậy là rẻ cho mình nhưng mà người ta đâu có khả thi. Nếu mà cái món hàng nào mà người ta bán cũng lời bán một lời một ấy thì em nói thẳng với mọi người trên đơn này làm gì có cái người nào giàu và ai cũng nhảy vô bán hàng hết rồi, đâu có ai mua nữa đó. Vì lời quá mà bán một lời một thì ai cũng nhảy vào mua bán chứ đâu còn ai mua nữa. Đôi khi một cái cuộn này lời vài chục nghìn thôi mọi người, đôi khi một cái cuộn này lời 20-30 nghìn, 30-40 nghìn thôi đó. Ví dụ mọi người mua một cuộn ấy 280 ấy thì em lời được 50-60 nghìn, còn nếu mà mọi người mua một lần 5 cuộn ấy thì em lời đâu có bao nhiêu, nhưng mà được cái em nhờ số lượng em bán ra nhiều thì em mới có lời đó. Gọi là bán buôn nó không phải là thời buổi xưa đâu, bây giờ nó rất là cạnh tranh, giá thành thì đắt nhưng mà lợi nhuận nó không cao đâu. Bán chắc dần dần thành bán thành đam mê ấy, mọi người, đam mê hàng bán. Một cuộn 5 cái cuộn này là 1.250.000 nha mọi người nha, 250 một cuộn. 5 cuộn này là mấy cái này là hàng em lựa hết rồi nha, không có bị lùng. Khớp nối là khớp nối nhanh của Nhật nha, nên là sờ rất là tiện. Ống này ống phi 40 nha, em chỉ có phi 40 không có phi lớn nha, phi lớn hết rồi. Đó.